Ôi trời, còn như được lên xem chứ, được xem lên chứ. Sợ đó, tắt live giờ đó. Không canh lời đàn ông ấy. Mới kể nãy đó, nước cắt tóc thấy cái chị kia để hay mắc cười quá nên để theo thôi. Trời, đúng rồi đó, thiệt không lan ghim cái bình luận này lên, toàn nói chuyện vô duyên không luôn á. Chặn nãy giờ mệt gần chết. Biết trung học phổ thông xong đốc không là gì? Không biết. Biết trung học phổ thông chạy nhân hội à? Đúng rồi, mắt em là mắt cam bạch đó. Mới biết gần đây luôn á, cả chụp hình thấy nó bị chồng trắng nhiều hơn chồng đen. Đợi xíu mọi người chặn cái chẳng cái mới đọc bình luận đủ. Mình sinh năm 2001. Thấy không? Trời ơi, cái gì cũng có nguyên nhân hết trơn á. Mốt là chuyển qua để chữ không thích đàn ông luôn. Mắt tam bạch đẹp lắm đi, lúc đẹp lúc hông anh ơi. Sao lúc nào chụp hình cũng thấy da chị bóng bóng. Chị chỉnh với thêm một phần đó là chị có bắt sáng highlight á, cho nên nó bóng. Biết ở Cameo thôi, đừng có hỏi khúc nào. Sợ gặp lắm. Vậy mà lỡ rồi anh yêu chị là sao? Là nhỏ hơn chị hả? Nãy đang buồn ngủ luôn á, chặn mấy cha này xong tỉnh ngủ luôn, trời, đỉnh thiệt luôn á. Vậy nó mới bình thường nè, nó tự nhiên lên 200 mấy người xem cái bình luận quản gì đâu không chặn, mệt muốn chết luôn vậy á. Nãy đang buồn ngủ mắt đúng liêm nghiêm luôn á. Đi là phải nghe cái nhan sắc của em vô là phải, nó gọi là bình thường dữ luôn á. Jessica là về chưa, là đi qua là dọn ghét tiếp coi khủng bố nãy giờ đây nè. Chị có cảnh không? Không em ơi, chị lười lắm, chị rảnh là chị ngủ mà đâu ra thời gian tập gym. Sao không quên lời đàn ông em, tại không quên. Em này 10 điểm không có nhân gì ở đây luôn. Mới qua cái quán luôn à trời. Ê nào vậy, mua giùm ly mì ơi. Mua vài viên ăn mà dở quá à. Tính đợi tắt like nhắn tin em á. Em về sạch quá còn bán không ta, chị làm biến dắt xe đâu á. Nhan sắc này là chỉ nên ở nhà ngủ thôi, không có nên đi đâu hết trơn á. Cảm ơn Trân, yêu Trân.
Mì Lão Thái nha, mì ly Lão Thái. Em chưa ăn cơm. Coi chị còn bên Facebook qua cái đây. Em coi chị Facebook làm có gì ở Facebook chưa có đăng hình đâu. Chị không đăng hình Facebook luôn á. 10 năm chị mới đăng lần. Cóc đau á. Có cái thành đi mì Lão Thái. Trời ơi, người ăn mì ly Lão Thái thì ngon lắm mọi người. Ngon hơn mì ly Hảo Hảo á. View căng rồi không có nói chuyện nha, nào giảm view đi nói chuyện tiếp.